Xin chào, bạn đi đâu ạ? Xin chào, bạn đi đâu ạ? Cho tôi đến Lotte Center, Hà Nội. Cho tôi đến Lotte Center, Hà Nội. Vâng, bạn là người nước nào ạ? Vâng, bạn là người nước nào ạ? Đi đâu ạ? Đi đâu ạ? Khách hàng. Khách hàng. Cho tôi. Cho tôi. Vâng. Vâng.